con nhớ mẹ lắm. Ở nhà con chỉ có mỗi anh hai thôi, buồn lắm. Tuần sau mẹ sẽ về với các con nhé. Dạ, con sẽ chờ mẹ. Con chào mẹ. Chào con. À ơi, tuần sau mẹ về rồi. À, về hả? Dạ, em sẽ đi làm một quà bất ngờ để tặng cho mẹ. Dạ, em chào chị. Mà mẹ em đâu rồi ạ? Chị đến báo mẹ em không về nữa. Không đúng, hôm trước mẹ em còn hẹn em về mà. Mẹ em đi chống dịch nhiều ngày nên kiệt sức. Vì vậy khi nhiễm bệnh chỉ 2 ngày là... Anh ơi, không phải như thế. Mẹ em là một chiến sĩ. Mẹ em đã hy sinh hết tất cả sức lực của mình để chống dịch. Các em hãy tự hào về mẹ. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Chúng ta phải tiếp tục thay mẹ chủ thế giới. Ngàn đời ngút cao hùng thiêng.